Rồi nha bạn, mình tới điểm rồi nha bạn. Ngày nay có ông chú này câu ở đây nè bạn. Ở đây là cái điểm đầu tiên mình thấy khá im nha, nhưng mà dạo bạn thấy ông nước chảy kiểu này là dễ dính rác lắm nha. Trời ơi, cái sông này bạn thấy lớn không? Thì ở bên đây là thuộc về Ba Chi nha bạn, nhìn thẳng qua bên kia là ở bên thành phố nha. Ở bên kia là bạn biết thành phố rồi, thành phố với huyện Ba Chi là nó khác huyện nha. Đó, khá là xa luôn. Rồi giờ mình sẽ đại chiến với Hoa Ke nha. Hoa Ke cần câu 7.000. Rồi cần con máy nè, lắp vô thì ghê gớm không? Dài nữa. 7.000. Hai cần 7.000 luôn. Hai cần 7.000 bạc ở chợ đó. Ngày nay Hoa Ke nó quyết tâm nó thắng mình cho nên nó sử dụng hai cần 7.000 nha bạn, cục máy à. Còn mình à, trời ơi nhỏ nhỏ vậy được rồi. Không cần bự. Hy vọng là cái cần mình sẽ dính cá trước nha. Thì ở đây mình câu mồi tép nha bạn. Đó, mình đem theo tép câu nha, tại vì trước mình đi câu á. Còn một bịch tép này cách nay một tháng rồi, không biết cá nào không. Nó hơi rình luôn á. Đó, ở đây có mấy con dế nè, chứ mình câu nay tháng rồi, đàn nó lên meo luôn rồi. Mồi thức ăn nè. Đó. Ở đây có tép cũ, tép mới luôn nha. Tép có mấy con tép này ốp lạnh rồi mới lấy theo nè. Còn này bạn thấy không, cái mùi này nó bốc hơi thú rình luôn. Không chừng cái mùi này con cá nó mê nữa. Rồi. Như thường lệ mình chấp Hoa Ke câu trước. Hoa Ke hồi nay sẽ đánh cái cục chì này nhiêu ta? Mấy gram ta? Chì khá là bự nha bạn. 70g chì bự rồi, đánh hai lưỡi nha. Ghê gớm quá, hai lưỡi cộng hai cần là 4 lưỡi. Còn mình thì thôi mình chơi một cây một lưỡi thôi. Rồi cái cầm có dấu hiệu nha bạn. Nhịp quá trời bạn ơi, biết rác hay là cá nghe đó theo theo. Đây nha bạn. Mà tưởng đâu rác ai ngờ kéo đựng con nha bạn. Cái kiểu này là Hoa Ke tới chuyện với mình, bạn biết sao không? Hồi xuất biển á. Hồi xuất biển á là con dính con cá ốc cát, Hoa Ke thua trận. Lần này dính con cá ốc cát đầu tiên nữa mà coi nè. Hoa Ke. Nhớ không, nhớ lịch sử đây ông lặp lại nè. Các bạn nhớ không, lịch sử lặp lại cho bạn, dưới biển dính con cát nè, ở đây xong dính con cát nữa. Bạn ơi anh này lên hàng nha bạn, không biết dính cái gì nha. Câu hay dữ rồi ta. Cái gì vậy? Ủa có cuốn bự chứ bộ. Đừng quay luôn hả? Hay dữ rồi ta. Như vậy là anh quăng hỷ ra ngoài xa dính vậy bạn, quăng buốt ngoài kia mấy chục thước mày. Hoa Ke quăng hỷ đi xa giống ảnh đó Hoa Ke ơi.